11 phẩm ma sự Khi ấy thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn Ngài nói các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa Khi tu công đức hay gặp nhiều việc trở ngại Những gì gọi là các việc trở ngại Phật dạy Này thiện hiện Việc trở ngại đó là các việc ma Cụ thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn thế nào gọi là việc ma của Bồ Tát Phật dạy này thiện hiện đại Bồ Tát nào khi muốn giảng nói bát nhã và làm mật đa có lúc nói pháp chính yếu có biện tài mà lâu mới phát sanh hoặc nói pháp chính yếu có biện tài vội vàng phát khởi hoặc nói pháp chính yếu có biện tài phát sanh quá lượng hoặc điều muốn nói chưa xong liền ngưng hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ lộn xộn hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ gián đoạn hoặc khi nói pháp khởi lên những điều không tốt làm cho những điều muốn nói không được tùy tâm nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi biên chép kinh bát nhã và làm mật đa sâu xa, ở ngáp uể hoài, cùng nhau cười giỡn, khinh đấn lẫn nhau, thân tâm dao động, rối loạn, mất tránh niệm, văn cú lộn xộn, mê mờ về nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần, pháp vị, sanh tâm nhàm chán, bỏ tắt ngang, tranh cãi, chống báng lẫn nhau. Vì những sự kiện này nên biên chép không xong, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát này thiện hiện nếu lúc đại bồ tát thọ trì đọc tụng tư duy tụ tập nói và nghe kinh bát nhã và làm mật đa sâu xa hoặc ở ngáp vẻ hoài cùng nhau cười giỡn khinh lấn lẫn nhau thân tâm dao động rối loạn mất chánh niệm văn cú lộn xộn mê mờ về nghĩa lý chẳng được thấm nhuần pháp vị sanh tâm chán bỏ bỏ tắt ngang tranh cãi chống báng lẫn nhau do những sự kiện này nên việc làm không thành tựu nên biết đó là việc ma của bồ tát này thiện hiện đại bồ tát nào khi nghe thuyết kinh bát nhã Bà la mật đa sâu xa mà suy nghĩ thế này ta ở trong đây không được thọ ký nên nghe làm gì hoặc suy nghĩ trong đây chẳng nói tên ta thì nghe làm gì hoặc suy nghĩ trong đây chẳng nói đến thành ấp xóm làng nơi sành của ta thì nghe làm gì vì những lý do này nên tâm chẳng thanh tịnh tâm không đói hoài từ chỗ ngồi chán nản bỏ đi nên biết đó là việc ma của bồ tát thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi nghe thuyết kinh bát nhã và làm mật đa sâu xa tâm chẳng thanh tịnh chán bỏ đi tùy theo tâm chẳng thanh tịnh của vị kia khỏi nên chán bỏ kinh này mà bước đi bao nhiêu bước thì giảm bấy nhiêu kiếp số công đức như vậy và chuốc lấy bấy nhiêu tội ngăn sự giác ngộ Người đó đã chịu tội rồi, trải qua thời gian cũng như vậy, phát tâm siêng năng tinh tấn, tu các hạnh phổ khó làm của Bồ Tát mới có thể trở lại như cũ, vì thế gọi là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào buông bỏ kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa dẫn đến trí nhất thiết trí mà học các kinh điển khác, tùy thuận nhị thừa, không thể dẫn đến trí nhất thiết trí, rời bỏ cội rễ mà vin vào cảnh lá, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Vì sao? Vì kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa, có thể sanh các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của Đại Bồ Tát, do đó có thể dẫn đến trí nhất thế trí có công dụng và thế lực lớn ví như gốc cây. Các kinh điển khác không có công dụng như vậy, ví như công năng của cành lá không thể vượt hơn được nếu có thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa tu học kinh điển tương ưng bát nhã và làm mật đa sâu xa như vậy tức là tu học các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của tất cả chúng đại bồ tát chóng tiến đến trí nhất thiết trí nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa buông bỏ kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ương nhị thừa tức là buông bỏ tất cả các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của chúng đại Bồ Tát không bao giờ đạt đến trí nhất thiết trí các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này phước tuệ ít ỏi bỏ gốc tìm ngọn thế nên gọi là việc ma của Bồ Tát Thiện hiện nên biết như chó đói, ngu si, bỏ chủ cho ăn, trở lại theo tôi tớ, cầu xin miếng ăn. Vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ bố tát thừa, bỏ kinh điển tương ưng bát nhã, và làm mật đa sâu xa, căn bản của trí nhất thiết trí để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng là như vậy. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ bố tát thừa này trí đại hiểu biết ám độn nên bỏ kinh điển tương ưng bát nhã ba la mặt đa sâu xa có thể dẫn trí nhất thiết trí mà cầu học kinh điển dẫn đến công đức thành văn độc giác chắc chắn không thể đạt được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì kinh điển tương ưng thanh văn độc giác chỉ là điều phục tự thân được vắng lặng để ra khỏi khổ sanh tử, đạt đến niết bàn an lạc, tinh tấn, tu học kinh điển như vậy, dẫn đến căn lành cứu cánh, chỉ được trụ địa nhị thừa, tự lợi viên mãn. Kinh điển tương ưng bát nhã, ba la mật đa sâu xa, cứu giúp khắp tất cả hữu tình ra khỏi sự khổ sanh tử, được niết bàn an lạc, tinh tấn tu học kinh điển này dẫn đến cần lành cứu cánh đã đến trí nhất thiết trí, đem lại lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Này thiện hiện, ví như có người muốn xem voi chúa thân hình lớn hay nhỏ, thuộc lại mạnh mẽ hay yếu đuối, được thấy voi mà người ấy không xem, lại đi tìm dấu chân của nó. Ý ông thế nào người đó có thông minh không? thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy. Này thiện hiện vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển tương ưng bát nhã bà làm bật đa sâu xa cổ dễ của trí nhất thiết trí để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, và trong đó mong cầu được trí nhất thiết trí cũng lại như vậy này thiện hiện ví như có người vì tìm chân bảo nên đến biển lớn đã đến bờ biển người ấy không vào biển lớn mà trở lại xem nước nơi dấu chân trâu rồi suy nghĩ nước trong biển lớn lượng sâu rộng của nó có bằng đây không trong đó có lẽ cũng có các chân bảo ý ông thế nào người đó có khôn không thiện hiện bạch phật bạch thế tôn người đó không khôn phật dạy này thiện hiện và thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa bỏ kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa cụ dễ của trí nhất thiết trí để cầu học kinh điển tương ương nhị thừa và trong đó mong cầu được trí nhất thiết trí cũng lại như vậy vì sao vì người đó tinh tấn tu học kinh điển nhị thừa cuối cùng chỉ có thể đắc quả dự lưu tuần tự cho đến độc giác bồ đề tất nhiên không thể được trí nhất thiết trí Thế nên các thiện nam tử, vân vân trụ Bồ Tát thừa, muốn màu chứng đắc trí nhất thiết trí, nên học bát nhã và la mật đa không nên cầu học kinh điển nhị thừa. Vì sao? Vì bát nhã và la mật đa sâu xa chắc chắn là cội rễ của trí nhất thiết trí, còn kinh điển nhị thừa chỉ là cành lá.